Thì làm này nha. Bùm 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 bùm. Không được thôi. Đây cũng là một cái lần kết hợp đầu tiên của hài độc thoại cũng như là rapper ở Việt Nam. Hey yo, there's 16 tip, một người chơi rap ở Việt Nam. Peace. Khi mà mình viết nhạc thì các chất liệu thường đến từ những cái mà mình cảm nhận được ở cuộc sống xung quanh, giống như là family, brothers, những cái street culture. Đối với mình thì Sài Gòn là một mảnh đất rất là đặc biệt. Và nếu mà ở Sài Gòn mà bạn chỉ cần đứng một chỗ thôi thì tức là bạn đang thụt lùi. Thì đối với mình thì bộ môn hài độc thoại hay là rap ấy, nó khá là tự do. Mình nghĩ là đây là hai bộ môn mà nó không gò bó. Hợp tác với một diễn viên hài độc thoại, mình nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm cũng khó đấy. Và nó có thể tha hồ sáng tạo và thử nghiệm. Người ơi, mình là Phương Nam, diễn viên hài độc thoại và stand-up comedian. Sài Gòn Tếu là một nhóm do mình cùng với ba anh khác đồng sáng lập ra. Tại vì tụi mình muốn hướng tới một cái cộng đồng mà tất cả mọi người đều có thể tham gia và thử sức với bộ môn hài độc thoại bằng tiếng Việt và cho người Việt. Cả hai thứ như là hài độc thoại và rap đều có những điểm chung, ví dụ như là set up punchline, wordplay, chơi chữ, be authentic. Cho nên là Nam nghĩ là đây sẽ là một cái collab thú vị. Hello. Hello, oh, anh. Hello cô. Okay. Em ơi cho anh một ly. Anh đi coi em diễn bao giờ chưa ta? Anh chưa. Anh chưa xem hài độc thoại ở Việt Nam. Ôi dạ. Thì thật ra thì nói về cộng đồng của hài độc thoại tụi em thì thật ra tụi em cũng rất là mới. Chỉ có mới 3 năm nay thôi. Tụi em cũng bắt đầu bằng những cái show nhỏ nhỏ. Dạ em nói là dạ hồi qua con té xe. Thì lúc đó em đang ở trong nhà tắm. Em kêu là mẹ con té xe, cái mẹ con trời ơi, cái xe tôi. Còn tụi em vẫn đang trên con đường làm tốt, học hỏi thêm và giúp cho mọi người hiểu được cái này là gì. Lúc mà anh bắt đầu rap từ năm 2010. À đây à? Cái gì ấy? Trong cụ tê. Trong cụ tê cầm tóc đấy. Thì lúc ấy một cái show nó cũng chỉ có khoảng tầm 20 anh em thôi. 20-30 anh em. Cũng rất là nhỏ. Cộng đồng rap hip hop ở Việt Nam nó cũng rất là lâu đời đấy. Đúng là mà vài năm gần đây thì nó mới thực sự là trở nên gần với đại chúng hơn. Mong muốn của tụi em thì cũng là giống như hip hop vậy đó. Mong muốn tụi em cũng là tạo ra một cái cộng đồng lành mạnh, vui vẻ. Tức là giờ chúng ta sẽ kết hợp với nhau bây giờ. Thì em anh nghĩ là mình tìm một cái điểm chung gì đấy mà hai anh em có thể cùng khai thác. Ok, tụi mình đều ăn rap, em là nói thì tụi mình đều dùng ngôn ngữ. Yeah, thì mình đều dùng ngôn ngữ. Right. Và mình sẽ dùng những em nghĩ là một vài cái từ ngữ hay là một cái gì đó chung với nhau hay là chủ đề chung với nhau. Keyword. Dạ. Bởi vì mình đều sáng tạo được cái nội dung của mình đúng không? Em thì có coi rap rồi và biết cái cách freestyle mọi người làm rap như thế nào rồi, nhưng mà giờ anh biết cách tụi em làm chưa? Mọi người sẽ ngồi brainstorm mà hay sao? Ok, bây giờ em sẽ dẫn anh đi vòng vòng. Ok. Yeah. Go. Ok. Hello. Sao vậy? Hello, hello. Đây là Uy, bạn của em, anh cũng là trưởng nhóm với lại là đồng sáng lập Sài Gòn Tếu với em luôn. Bây giờ tụi mình sẽ đi dạo một vòng Sài Gòn xong rồi cho anh thấy được là ok, hài độc thoại nó sẽ đến từ mọi thứ xung quanh. Xung quanh đây có cái gì để Nam thấy mắc cười không? Đồ ăn nào mùi. Thì ví dụ như em về em hôn bạn gái em thì kiểu rồi. Chia tay. Em mới hôn thằng khác. Em mới hôn thằng khác chắc chắn luôn. Tại vì đây là mùa sa tế mà anh thì không bao giờ ăn sa tế, em không bao giờ ăn sa tế. Từ một cái keyword, từ một cái idea, một cái ý tưởng mà mình nhìn thấy ở nước ngoài là ở ngoài đường, ví dụ như là thì mình sẽ đánh là ok, góc nhìn của mình về nó là cái gì, cái thái độ của mình về nó là cái gì. Bình thường Tip sẽ kiếm nguồn cảm hứng rap ở đâu? Thì em cũng kiếm nguồn cảm hứng từ những cái chất liệu xung quanh mình ấy, như ở là đường phố Sài Gòn các thứ. Cái này sẽ hơi ghen tị với rap nha. Đúng không? Tại vì rap thì có một cái lịch sử, một cái thời gian khá là lâu. Trong cái cộng đồng under thì bọn em cũng chơi khá lâu rồi. Cũng rất là đoàn kết. Support nhau. Cái tinh thần hip hop nó rất là mạnh đúng không? Mà em thấy là cái hài độc thoại cũng như thế, bởi vì ngay cái việc mà cái tên của nó là stand up ấy là nó đã thể hiện cái việc mà nói lên quan điểm rồi. Anh nghĩ là với nhạc của anh và show của em thì anh nghĩ là mình sẽ có một màn kết hợp khá là hay ho đấy. Yeah. Let's build it up. Yeah, let's go. Bây giờ sao? Bây giờ làm sao để collab đây? Anh có hình dung được cái beat gì không? Anh sẽ làm sao để một cái beat mà kiểu mọi người có thể grooving được ấy. Đầu ấy anh nghĩ là kiểu cái bài nhạc mà cho nhiều người nghe được ấy. À. Vibe bình chung được đúng không? Đúng rồi. Thử làm này nha. Bùm 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 bùm.
cao cấp ở thảo điền, găng tay mũ bảo hiểm. Em thấy chơi ạ. Cái cao cao thảo điền. Không được luôn. Hay hay á. Cool. Thế thôi bây giờ vấn đề là chủ đề nó sẽ là cái gì? Anh nghĩ chủ đề sẽ lại về những cái chất liệu của Sài Gòn. Người ta hay nói là Sài Gòn là thành phố không ngủ. Đi không em? Dạ. Em cũng ngại lắm nhưng mà thôi, em cũng đi một lần dạ. Tức là maybe là keyword hay là những cái từ ngữ gì đó về Sài Gòn. À, bánh tráng nướng nhưng mà đục lò nấm truffle. Đó, sẽ có những cái keyword liên quan đến tòa nhà của anh và sau đó anh sẽ lên rap. Mọi người hay nói là khi mà em diễn hài á, diễn viên hài độc thoại và rapper có nhiều điểm chung quá, ví dụ như là chơi chữ nè, cầm mic nè, cao ráo đẹp trai, chắc không phải em. mình nên có một cái mình nên có một cái signature chờ đi. Làm sao? 1 2 3. Ok, rồi yeah. Let's go. Yeah. Đi. Nếu mọi người biết á là Sài Gòn chúng ta rất là hối hả đúng không? Người ta có cái câu hát là đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, ngọn vàng thì người ta phóng luôn, người ta không dừng lại để người ta coi. Thì mặc dù là hối hả như vậy nhưng mà người Sài Gòn rất thân thiện và dễ thương. Hôm bữa có cái chú kia, chú đẩy cái xe hủ tiếu rất nặng đẩy lên trên cầu luôn, có mấy anh kiểu chú đi ra để yên con đẩy, chú lên xe rồi, dạ lên xe, lên phường. Cả xe và chú ở trên đó luôn, rất nhanh. Đồ ăn Sài Gòn thì ngoài hủ tiếu ra mọi người còn gì nữa mọi người? Bánh tráng, phở, cơm tấm rất nhiều đúng không? Và đã là ăn street food ở Sài Gòn thì nó phải đúng văn hóa là chúng ta phải ngồi xổm, phải ngồi trên mấy cái ghế đó, phải ngồi y như là chúng ta giá đúng rồi đó. Mọi người nghĩ đúng rồi đó. Chính xác, bởi vì thứ nhất là nó theo khoa học là nó thuận cho tiêu hóa, nhuận tràng. Nhưng mà cái thứ hai, cái này thuộc về văn hóa, đó là chúng ta ngồi như vậy chúng ta dễ chạy. Sẵn sàng để chạy. Bởi vì nếu mọi người không chạy nhanh là chúng ta sẽ lên trên phường y như là chú hủ tiếu. Mọi người biết là ngoài những cái như là giao thông nè, thức ăn nè, con người của Sài Gòn, ở ngoài đường phố có một cái văn hóa mình rất là thích, đó là rap. Ở đây có ai thích nghe rap không? Yeah. Mọi người biết là có người nói là anh Nam em thấy anh diễn hài độc thoại y chang rapper. Có điểm chung mà nè, anh nhìn nè, gì chơi chữ nè, rồi cầm mic đứng trên sân khấu nè, rồi cao ráo đẹp trai nè. Em im. Rõ ràng là hài độc thoại không thể nào ngầu như rapper được. Mọi người biết rapper ví dụ người ta đang nhảy người ta yeah everybody say. Yeah, quá ngầu luôn. Hào thoại hello mọi người, hôm bữa mình đi tới là người ta đuổi mình về, người ta đòi lại vé. Cho nên để mà ngầu ở trên sân khấu mình không thể nào mình ngầu một mình được. Cho nên người ta nói là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng 16 Thief. Cái màn hợp tác này nó sẽ giúp cho mình tiếp cận được với không chỉ khán giả của mình mà còn khán giả với những cái loại hình khác nữa. Thì cảm giác rất là vui khi mà được đứng cùng sân khấu với một nghệ sĩ mà cũng lấy cảm hứng từ đường phố Sài Gòn. Được sáng tác và rap cùng với Nam thực sự đã cho mình thấy cái chất của hài độc thoại Sài Gòn. Mình cũng tin là sau cái collab này thì bọn mình sẽ thực sự phá vỡ được các giới hạn và mở rộng cách nhìn nhận của khán giả Việt về hài độc thoại cũng như là rap.